chị đây ạ. Ở phía trước của anh chị chính là cái con đường đi vào cái ngôi nhà của mình đây. Thì hiện tại là sẽ hai ô tô tránh nhau được luôn nha anh chị. Ngôi nhà nằm ở trong khu dân cư hiện hữu luôn. Như anh chị thấy nè, khu vực ở đây thì nhà rất là đông, dân cư rất là đông luôn ạ. Đây, đây chính là khu vực xung quanh của cái ngôi nhà đây ạ. Đó, thì vị trí của ngôi nhà của mình á, nó rất là rộng rãi, đường đi rất là rộng rãi anh chị. Ngay tại vị trí của ngôi nhà mình thì có thể ô tô quay đầu được luôn ạ. Bề ngang của ngôi nhà là 7m. Thì theo thiết kế của chủ, của gia chủ á, thì cái cổng ở phía ngoài ô tô có thể đi vào được sân luôn. Như anh chị có thể thấy đây, ngang là 7m. Thì ô tô sẽ vào tới sân. Ở chỗ trước sân á, là bên này anh chị, là cái hướng để đi vào cái phòng bếp, cái nhà bếp. Còn đây là cái hướng chính để đi vào cái khuôn viên nhà của mình. Thì nếu như anh chị đi ô tô thì có thể đi vào thẳng ở chỗ này được luôn ạ. Đậu ở phía này. Và ở đây là mình có một cái sân rất là rộng nè, để xe máy. Thì theo thiết kế của gia chủ thì ngôi nhà của mình đất có ngôi nhà có tổng diện tích là 330m. Thì toàn bộ là đất ở luôn nha anh chị. Đây là cái khuôn viên thoáng. Nhà của mình được xây, được thiết kế rất là thoáng luôn. Không gian mở rất là nhiều. Như anh chị có thể nhìn thấy đó. Ở phía ngoài nhìn vào thì đây. Và bây giờ em Hiền sẽ đưa quý anh chị đi vào trong cái ngôi nhà nha. Bước vào ngôi nhà thì mình sẽ có cái phòng khách đầu tiên. Thì trên phòng khách nó có một cái phản, mình có thể ngồi vừa uống trà vừa xem tivi. Đây là phía trên của phòng khách đây ạ. Đấy. Tiếp đến là mình sẽ có một cái phòng ngủ. Đây là phòng ngủ anh chị nha. Phòng ngủ ở đây thì cũng nó đã có đầy đủ nội thất hết rồi. Theo kiểu như homestay luôn anh chị, đúng nghĩa. Rất là sáng. Tiếp đến là mình sẽ có cái một phòng ngủ thứ hai. Cái phòng ngủ thứ hai đây là phòng ngủ chính, có thể nhìn ra ngoài cái view, view ngoài luôn anh chị. Đây nha anh chị, có thể nhìn ra cái view này. Cả buổi sáng mình thức dậy mình nhìn ra phía ngoài xong thì rất là tuyệt vời anh chị nhỉ. Ở phòng đó thì cũng có luôn cả máy lạnh, phù hợp cho vào những cái ngày trời nóng. Đó. Tiếp đến là phòng bếp. Cái này là bếp này. Thì từ ở bếp có thể nhìn ra phía ngoài được anh chị nha. Cái mức độ đó, bếp có thể mình có thể nhìn ra hướng ngoài được luôn. Đây ạ. Bên cạnh bếp sẽ là toilet. Đây, đây sẽ là toilet. Toilet thì cũng được trang trí rất là chỉnh chu. Cái điểm đặc biệt của cái ngôi nhà này là nó có một cái sân rất là rộng. Anh chị có thể nhìn thấy ạ. Cái khuôn viên ở phía sau này rất là rộng và khuôn viên tự nhiên anh chị. Đó. Thì ở ngoài này chủ thiết kế theo một cái kiểu homestay nhà vườn. Ở phía sau này là có đầy đủ hết tất cả các loại cây ăn trái luôn. Bên cạnh đó thì nó có thêm một cái chòi để làm BBQ vào buổi tối. Đây, đây là cái chòi BBQ này. Điểm đặc biệt của cái ngôi nhà này là ở phía sau nó có một cái đường suối. Đó. Một cái kênh suối rất là đẹp anh chị. Đây, mình có thể nhìn. Ở đây thì chủ đã khóa lại rồi cho nên em Hiền không có ra phía ngoài được. Anh chị có thể nhìn. Rất là đẹp. Cái suối này chảy quanh năm luôn anh chị. Đó. Chảy quanh năm luôn. Cái ngôi nhà này á, vào buổi tối thì mình nhìn rất là đẹp anh chị nha. Tại vì được trang trí theo có những cái đèn nè. Buổi tối mà làm BBQ ngoài này, ngoài trời thì quá là tuyệt vời anh chị nha. Ở phía trên của cái ngôi nhà có thêm một cái tầng ở phía trên nữa anh chị. Là xíu nữa em thì sẽ đưa quý anh chị đi lên trên nha. Ngoài này thì cũng có thêm một cái toilet nữa nè. Đây, một cái toilet ngoài trời thì nó rất là tiện cho mình. Bây giờ em thì đưa anh chị đi lên phía trên nha. Đây là ở phía trên lầu đây anh chị. Trên này thì mình có tới hai phòng. Ở phía trên này thì có luôn cả cái bồn nước nè. Rất là thuận tiện cho mình. Và hai phòng được thiết kế rất là
tươi luôn. Đây anh chị có thể nhìn thấy này, cái khuôn viên màu xanh làm cho cái phòng của mình nó rất là nhẹ nhàng anh chị, và dễ thương nữa. Trên này thì mình có thể nhìn thấy được cái khuôn viên view núi rất là đẹp. Đó. Theo như thiết kế của chủ thì buổi sáng á mình mà ra đây thì mình có thể nhìn thấy được cái khí hậu ở đây rất là mát anh chị. Trên đây là những cái thông tin về cái ngôi nhà tại xã Phước Đồng mà em Hiền muốn giới thiệu đến quý anh chị đấy ạ.